Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Và mình là Ngọc Long Âm Minh đây. Ok, hôm nay thì mình lại tiếp tục cái series ở trong quân ngũ nha anh em. Rồi, bây giờ hôm nay thì mình đang đi canh gác ở ngoài cổng anh em. Đấy, đến ca trực của mình ấy thì mình phải ra canh thôi. Mỗi người lính thì phải thay nhau để đi gác cổng anh em. Đấy, bây giờ tôi sẽ ra ngoài cổng cho anh em xem nhé. Đây, thì mỗi chỗ cổng sẽ có 3 người lính này. Tôi sẽ ở trong cái đồn kia. Đây, để tôi chào đồng chí này nhá. Đấy, anh em thấy cái cổng này đẹp không? Nó cũng nói chung là cái cổng này thì tôi chưa trang sửa lại ở trên kia. Đáng lẽ là nó phải có một cái biển to mới đúng. Chào đồng chí nhá. À, chào cậu. Sao không vào gác đi, ra ngoài đây làm gì? Ra ngoài đây review cho anh em xem cái mà. Đây là cái cổng ngoài khu doanh trại quân đội này anh em. Đấy, thôi tôi đi vào trong này để tôi canh gác tiếp đây. Ở trong cái chỗ gác của tôi ấy, thì để mở cái bấm nút để mở cái cổng cái kìa anh em. Đấy, có xe hay là phương tiện gì qua lại thì tôi sẽ mở cổng cho vào đây anh em. Gác ở đây thì cũng được ngồi đấy anh em ạ. Nhưng mà tập này thì tôi cũng không ngồi đâu. Tôi đi loanh quanh cho đỡ mỏi chân. Ngồi nhiều nó cũng tê cả chân anh em ạ. Đây, ôi hình như tôi nhìn đằng xa kia có xe của các sĩ quan trong quân đội đến hay sao ấy. Để tôi vào tôi mở cái cổng ra. Sắp đến rồi. Đấy, khi mà có xe đến ấy thì các người lính ở ngoài sẽ chào nha. Đây, khi mà xe vào này. Đấy, tôi bấm nút mở cổng cho xe ở bên quân đội vào này. Đấy, tôi cũng phải chào này. Ui, anh em ơi, tôi đã nhìn thấy cái xe này hình như là cái xe của bên bộ tổng tham mưu anh em ơi. Chắc hôm nay là các sếp có việc gì lớn lắm mới qua cái chỗ khu quân đội của chúng tôi này. Ôi, ghê phết đấy chứ. Ui, tôi trực từ lễ đến giờ thì cũng sắp được đổi thay ca khác rồi anh em ơi. Đây, tôi vào đây tôi chờ. Tôi sẽ được vào trong kia xem là có việc gì ở trong đó. Ôi anh em ơi, tôi nhìn thấy đằng xa có một đồng chí đang đến để thay ca gác cho tôi này. Ôi đồng chí ra sớm thế. Rồi, chào cậu nha. Chào đồng chí. Rồi, chào đồng chí. Rồi, tôi đến thay ca gác. Ôi, cảm ơn cậu nhá. Tôi vào đây. Rồi, không có gì đâu. Đấy anh em ơi, thì thế là hết ca gác của tôi rồi. Giờ tôi sẽ vào thay đồ để làm nhiệm vụ khác nha. Đây, tôi đi từ từ thôi. Ok, theo như yêu cầu của anh em thì hôm nay tôi sẽ làm một kiểm soát quân sự. Mọi việc sẽ diễn ra như thế nào thì anh em mình cùng theo chân mình nha. Let's go. Đây anh em ơi, thì bây giờ tôi đang đi vào trong cái chỗ để gọi là thay quần áo anh em ơi. Ui, bên này cũng có một anh lính đang gác này. Để tôi chào qua phát. Ôi xà, quên mất chào nhầm tay, phải chào lại cái tay phải anh em ạ. Đây đây, bên này bên này. Come on, come on. Ui, tính ra cái chỗ đấy cũng xa phết đấy. Tôi chạy cũng khá là mỏi chân đấy. Ui, đây đến nơi rồi. Nhìn xa xa kia tôi thấy có các đồng chí. Ui, tôi cũng phải chào các đồng chí này thôi. Ui, bên này cũng có các đồng chí ganh này. Ôi, chào đồng chí nha. Ui, bên này đông thế. Giờ tôi sẽ vào trong để tôi thay quần áo làm kiểm soát quân sự nha anh em. Ui, chào các đồng chí nha. Ở đây là tiểu đội trưởng này. Chào đồng chí tiểu đội trưởng. Chào đồng chí. Giờ tôi sẽ vào trong này tôi thay quần áo này. Đây, nói chung là kiểm soát quân sự thì tôi đeo thêm cái băng ở tay thôi chứ cũng không thay gì nhiều đâu anh em ơi. Đấy, sợ anh em thấy ngầu đét không? Đấy, nhưng mà tôi đi làm kiểm soát quân sự thì chắc chắn là tôi không cầm súng theo rồi. Nếu ví dụ mà có nhiệm vụ đặc biệt thì tôi mới cầm súng theo thôi anh em ơi. Hôm nay thì tôi sẽ ở đây, trong này cái khu phòng học ở trong quân đội này. Đấy, sắp tới thì tôi chắc là tôi sẽ treo thêm cái ảnh của Bác Hồ ở trên gần cái đồng hồ cái lưỡi cho nó giống. Đấy, để bữa khác tôi quay về cái phòng này nha. Rồi, để tôi ra đã. Trên cái khu này thì gọi là lên cái đài quan sát của chỗ trung tâm chỉ huy ấy. Nhưng mà hôm nào để tôi làm sĩ quan anh em ơi. Hôm nay thì tôi chỉ là một người lính thôi. Đấy, ui, trong khu này đi thang máy này, đỡ phải đi thang bộ này. Rồi, đây là cái tủ mà tôi sẽ cất cái khẩu súng này vào trong. Để tí, rồi, ok. Rồi, ra ngoài thôi. Tôi nghe nói là các đồng chí đang tập trung ở sân. Thì tôi ra xem là hôm nay chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ hộ tống nha anh em. Ôi, chào đồng chí tiểu đội trưởng. Cậu cầm theo cái gậy đi. Đây ạ, em cầm đây rồi. Làm nhiệm vụ tốt nha. Dạ, rõ thưa tiểu đội trưởng. Đây anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài sân cái nơi chơi mà. Kêu có một đồng chí kìa, tôi phải ra chào cái. Ôi, chào đồng chí ạ. Ôi, đồng chí chắc có việc bận nên là không nên thèm nghe tôi luôn. Thôi, tôi chạy ra ngoài đây. Đây, tôi sẽ đi ra cái khu bên đấy.
Thì có vẻ như là lúc nãy tôi nghe loáng thoáng là hôm nay bọn tôi sẽ vận chuyển một cái xe tải gọi là nguyên vật liệu của Bộ Quốc phòng sang bên cái khu điều chế những vũ khí ở bên Việt Nam nha anh em. Ui, chào đồng chí nha. Đấy, thì bên đấy sẽ sáng chế ra những vũ khí do chính Việt Nam làm như kiểu hiện đại hơn anh em ạ. Đấy, cái nguyên vật liệu ở trong xe thùng kia có vẻ rất là quan trọng nên là chúng tôi phải đi hộ tống theo các đồng chí này này anh em ơi. Ui, anh em ơi nhìn này, chiếc xe lúc nãy này. Wow, xe kiểm soát quân sự này. Bên đây có các sĩ quan này. Ui, mọi người tập trung ở đây đông đấy. Anh em ơi, nhìn này. Thì ở đây thì các sĩ quan đang kiểm tra xem xét lại xem là xe có hỏng hóc gì không, đủ số lượng không đấy. Ở bên này là các sĩ quan bên kiểm soát quân sự này. Đây, tôi chào cái. Ui, tôi bấm nhầm thì hai tay nó cứ chào thôi. Đáng lẽ chào tay phải đấy chứ. Đây, bên hai đồng chí cũng khá là đông đấy. Đấy, bên chỗ kiểm soát quân sự ấy đi con xe tải này tôi nạp cũng khá là chi tiết. Trên này thì có hai đồng chí đang ngồi đằng sau này. Đấy anh em, nếu mà ngoài đời anh em nhìn thấy thì có hai đồng chí ngồi sau xong có thêm cái ghế điều tiết giao thông ấy. Đấy. Ui, chỗ này thì cũng có hai con xe máy kiểm soát quân sự thì tí nữa tôi sẽ đi một con này. Đấy, thì bình thường thì sĩ quan sẽ là người lái nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ xin tí tôi sẽ xin đồng chí bên sĩ quan này kia là cho tôi lái một hôm anh em ạ. Đấy. Chứ còn tôi cũng muốn lái đấy, chứ tôi không muốn ngồi đằng sau đâu. Ngồi đằng sau thì nó nhàn nhưng mà làm video thì nó lại không hay cơ. Tôi cũng tính làm sĩ quan đấy nhưng mà tôi làm người lính cho nó chân thật gần gũi anh em ạ. Đấy. Để mà trở thành một người lính kiểm soát quân sự thì cũng phải đạt tiêu chuẩn cũng khá là khắt khe đấy anh em ơi. Ui, mọi người, các sĩ quan bên bộ tổng tham mưu thì đang quay về xe, chắc là đã kiểm tra đủ số lượng rồi này. Xe chiếc là đã đầy đủ. Rồi, chúng tôi cũng chuẩn bị lên đường thôi. Ui, xài, được đấy nhỉ. Rồi, tôi kiểm tra con xe máy cái xem là có hỏng hóc hay là hết xăng gì không. Lốp nước bơm căng đét chưa. Xài, anh em thấy con xe chiến không. Xài, chiến quá trời luôn. Rồi, coi giếc đầy đủ. Ga giếc, phanh giếc ăn. Rồi, đây con xe bên này nữa. Rồi, thì chắc là tôi sẽ đi con xe bên này anh em ơi. Đây, đi con xe bên này thì để tôi kiếm cái mũ bảo hiểm cái. Chứ đội mũ này làm sao mà được. Xoài, anh em thấy quả mũ này nhìn ngầu đét chứ hả. Để tôi đeo thêm cái khẩu trang nữa. Xoài, đây rồi, đúng cái kiểu khẩu trang đây rồi. Đấy, anh em nhìn thấy tôi giống Ninja Nít đâu. Rồi, chiến thôi chứ. Đấy, hình như là không biết là mọi người còn chuẩn bị gì nữa nhỉ. Xe chiếc thì cũng đầy đủ hết rồi. À đây, các sĩ quan đang đi lên xe bên chỗ xe tải này anh em ơi. Rồi, đấy. Rồi, lên rồi đấy, lên rồi đấy. Đây, mọi người cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lên dần đi thôi. Để đi... hôm nay thì tôi sẽ dẫn đoàn cho anh em. Đấy. Dẫn đoàn nhìn ngầu đét luôn. Rồi, các đồng chí ơi, lên đường thôi. Chuẩn bị lên thôi. Bọn tao đang bàn một chút việc đây. Thế cho em, hôm nay cho em cầm lái nhá. Chú mày lái đi. Rồi, tuyệt vời. Đây, tôi sẽ lên cái xe này. Hôm nay tôi sẽ lái và sĩ quan bên đội kiểm soát quân sự sẽ ngồi đằng sau tôi. Đấy, sẽ chỉ dẫn cho tôi. Đấy, hợp lý. Đấy, lên. Come on. Đấy, sai. Anh em nhìn thấy tôi ngầu không? Sai. Nhìn kiểm soát quân sự này khéo còn ngầu hơn cả cảnh sát giao thông ấy nhỉ anh em nhỉ? Nhưng mà bên kiểm soát quân sự thì chỉ bắt mấy cái xe quân sự thôi anh em ạ. Xe dân thường thì tôi nghĩ không ở ngoài đời tôi thấy là kiểm soát quân sự ít bắt lắm. Đấy. Nói chung là mấy cái xe thường ở ngoài thì để cho cảnh sát giao thông bắt thôi anh em ơi. Kiểm soát quân sự thì phải lo mấy chuyện trong quân sự chứ. Đó thôi, lên đường thôi. Rồi, xoài. Bắt đầu lên đường nào. Rồi anh em ơi, tôi đang dẫn đường ở trước cái xe ô tô kia kìa. Rồi, come on. Nào, mọi người đi theo đi từ từ thôi nha. Đấy. Tôi sẽ mở đường cho các đồng chí đi vẻ nhanh hơn đấy anh em. Đấy, hộ tống đoàn... hai đồng chí kia thì sẽ chốt ở đoàn ở cuối nha. Đấy. Ủa cái xe tải kia không biết là quành đầu xong chưa mà lâu thế nhỉ. Có hai đồng chí, đây có hai cái xe con ra rồi mà chiếc xe tải chở nguyên vật liệu ở Bộ Quốc phòng vẫn chưa ra anh em ạ. Đây rồi, tôi thấy rồi. Cái xe đấy chắc là nó chở nhiều đồ lên nè, di chuyển hơi lặng lề anh em ơi. Đây, come on. Ôi, quả còi xe tải nghe hài phết anh em nhỉ. Đây rồi, ra ngoài cổng rồi. Rồi, các người lính ngoài đây thì đã mở cổng cho chúng tôi này. Uầy, anh em ơi, rồi, các xe kiểm soát quân sự ra này, rồi, ngầu thế nhỉ? Ngầu đét. Uầy, cuối cùng cái xe tải thì cũng đã ra rồi. Uầy, mấy đồng chí trực ở đây cũng nghiêm túc phết nhỉ? Úi xời, đây là hai con xe chốt đoàn cuối đây này. Đấy,
Giờ thì tôi sẽ cho anh em xem cái góc nhìn của người kiểm soát quân sự ngồi ở đằng sau cái xe tải nha. Uầy, nhìn có chân thực quá anh em ơi. Đấy. Uầy, tôi đang đi với tốc độ khá là vừa vừa thôi. Chứ đi nhanh thì tôi nghĩ là cái xe tải nó không theo kịp. Bởi vì đi nhanh ấy thì nó bị sốc trước mấy cái vật đồ vật ở trong đấy nó lại bị hỏng hóc gì thì lại nguy hiểm anh em ạ. Đấy. Thì chúng tôi cũng lót thêm vài đồ rồi nhưng mà không lo đâu. Đi từ từ thôi. Ui, mấy chiếc xe này nhá. Xe mấy chiếc xe kia nhường đường cho xe ưu tiên đấy nhá. Ôi chiếc xe này có nghe tiếng còi không đây? Ôi, cái chiếc xe này sao nó cứ đi từ từ anh em ạ. Ôi, tôi bắt anh vào bây giờ như là chị ấy giao anh em ạ. Hỏng rồi. Đúng là cấp bằng cho con gái là một tội ác anh em ạ. Ôi, cái xe kia di chuyển vào trong đi. Nhường xe nhường đường cho xe ưu tiên. Ôi, này tôi nghĩ là ngoài đời cũng gặp nhiều trường hợp như thế này anh em ạ. Tôi đã xem nhiều video rồi. Thấy kiểu mấy cái xe đang dẫn đoàn ấy, xong tự nhiên lại có một cái xe của mấy bà Ninja Lead để len vào anh em ạ. Nhưng mà may mà trong game này lại không có mấy bà Ninja Lead cơ. Đấy, lại có mấy cái xe ô tô nó cứ phi vào, đúng là giống Việt Nam thật đấy chứ. Cũng may là hôm nay tôi chọn cái đường gọi là cao tốc ở ngoại ô anh em. Thế nên là nó cũng không có nhiều xe. Nhưng mà sao cái xe kia của tôi, đoàn xe của tôi lại tách ra thế nhỉ? Mỗi đường, mỗi người đi một lòng đường này. Chết rồi, hỏng rồi. Bên này là lần đường bên phải nhưng mà mình phải đi vào bên phía bên phải kia bên kia anh em ạ. Chứ không phải được đi bên lòng bên trái đâu. Này là đi nó hơi sai sai một tí đấy. Ôi, tôi nghĩ là cái đoàn xe trong game này nó hơi bị lỗi một tí anh em ạ. Đấy, mấy cả tôi, lúc mà tôi quay video này cho anh em xem ấy thì tôi phải quay cam về đằng sau đây nè. Nên là lái xe nó hơi bị lỗi tí. Đấy, anh em đừng có bắt lỗi tôi, không lại comment này, kiểm soát quân sự này, đi vớ va vẩn ra xong này thích đi kiểu gì đi, ui giời thế không được. Nói chung là video game thì cũng có nhiều cái nó không thể giống hoàn toàn 100% được. Tôi đã bảo trước với anh em như thế rồi. Mà vẫn nhiều anh em hoạnh tôi, thế mới tải. Đấy. Đi cái đường ở ngoài đây tôi nghĩ nếu mà đi trong cái đường ở trong thành phố ấy thì nhiều xe nó còn chen vào nhiều hơn. Đấy. Đi đường vắng này nó thoáng. Đấy. Đoàn xe của tôi đi trông ngầu anh em ạ. Nếu mà tôi mà đi lính ấy, tôi mà kiểu đủ tiêu chuẩn làm kiểm soát quân sự ấy, tôi chọn làm luôn. Đi lượn trông như kiểu là ấy nhỉ, anh em nhỉ, quay như cóc ấy. Đấy, đi lượn như cảnh sát giao thông ấy. Nhưng mà nói chung là không bắt được nhiều xe như kiểu giao thông thôi. Đấy. Rồi cái đường này thì cái xe tải kia tôi thấy nó đi chậm chậm nên là đoàn của tôi cứ phải đi từ từ thôi. Nhưng mà đi nhanh quá thì xe tải nó không đuổi kịp đấy. Mà nó tăng tốc thì nó lại gây hỏng hóc hoàn hảo hàng hóa chứ. Nó cứ phải đi từ từ thôi. Nói chung là an toàn là trên hết anh em ạ. Không thể nhanh vội được. Hà Nội không vội được đâu. Đấy. Nói chung là mấy cái biển số ở trong này thì tôi để quân khu ở trong thành phố Hồ Chí Minh cơ. Hiện tại tôi đang ở ngoài Hà Nội. Đấy. Ở ngoài Hà Nội thì kiểm soát quân sự là Bộ Tư lệnh Thủ đô anh em ạ. Ngầu đét luôn, hôm nào anh em lên Hà Nội chơi mà xem. Kiểu gì cũng gặp kiểm soát quân sự đi tuần luôn. Đấy. Thì cái chỗ mà cái viện nghiên cứu vũ khí thì nó cũng cách xa đây đấy. Tôi nghĩ là phải đi tầm 1 tiếng đấy. Nhưng mà với cái tốc độ này, cái xe này nó vẫn nhường anh em, nhường này anh em ơi. Sời, ý thức nó phải như thế chứ, ai như cái bà không lẫy đâu. Bực cả mình chứ, phải không anh em? Đấy, sời, đoàn xe của tôi đến là tự giác đi vào trong này đường để nhường đường. Tuyệt vời luôn. Đấy, thế còn gì nữa, xứng đáng là được giấy khen anh em ạ. Đây, để tôi đi lùi vào đây cho các đồng chí đi lên một phát đã. Ủa, anh em nhìn này, ủa, khá phết nhỉ. Đây, xe của tôi lại lên dẫn đoàn đầu đây. Tôi vừa nhử phát cho đồng chí ô tô dẫn đầu cũng được mà. Dẫn đầu nhiều chán anh em ạ. Đáng lẽ là tôi phải chạy trước một đoạn đấy. Thì tôi cũng đã đọc comment của anh em rồi. Anh em bảo tôi làm một ngày làm tiếp viên hàng không hay là một ngày làm Grab ấy. Thì anh em cứ từ từ đã nhá. Tôi thì kênh của tôi chuyên làm quân đội với công an thì cứ từ từ đã. Sau này mà nhiều người comment đấy yêu cầu tôi làm cái đấy thì tôi sẽ làm nha. Rồi ok. À, tôi không linh tinh nguyên thuyên nữa, tôi sẽ tập trung để tiếp tục dẫn cái đoàn này đến nơi vị trí cuối cùng nha anh em. Rồi, come on, let's go. 1 hour later. Uầy, đây anh em ơi, sau gần 1 tiếng đi thì đoàn xe của tôi cũng đã gần đến nơi rồi. Dẫn đường nó có vẻ là không gặp trở ngại gì bất thường anh em ạ. Người dân thì trên cái đoạn đường tôi đi thì đã có ý thức anh em ơi, nhường đường cho xe ưu tiên. Thế là quá tuyệt vời rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây, tôi đang lên đến cái đoạn
gần tới cái chỗ cái cổng, cái khu điều chế vũ khí đấy anh em ạ. Đấy, tôi nghi là trong đấy các bác đang điều chế ra gọi là cái gì nhỉ, vũ khí hạt nhân anh em ạ, hoặc là cái vũ khí tiên tiến hiện đại như kiểu robot chiến đấu chẳng hạn. Rồi, tôi nghĩ là chẳng mấy lâu sau quân đội Việt Nam sẽ gọi là vươn tầm ra thế giới với nhiều vũ khí gọi là trang bị hiện đại đấy, để chống lại những quân xâm lược đấy anh em ạ. Đấy, ngầu ấy chứ. Ôi anh em ơi, gần cái khu này sao lại nhiều động vật thế nhỉ? Chắc là tôi phải kêu kiểm lâm ở bên cái khu này quản lý thôi. Để chạy đầy đường này ô tô đâm vào thì chết à? Hỏng. Ôi, chạy vào khu kia kìa. Ôi anh em ơi. Ôi, bác bảo vệ mở cổng này. Ôi, chào bác bảo vệ nhá, mở cổng bọn cháu đây. Ôi, tuyệt vời. Đấy, đoàn xe của tôi đi vào trong đây này. Tuyệt. Cái khu điều chế này thì sao không có gọi là mấy anh lính bên quốc phòng canh nhỉ anh em nhỉ? Tôi cũng thấy lạ, sao lại bảo vệ nhỉ? Chắc là tôi quên mất, tôi chưa thay thôi, để tạm vậy. Bữa sau thì tôi cho mấy anh lính gác ở ngoài đấy vậy. Ôi, bên xe tải mà có mắc kẹt à? À không phải. Đây. Đấy, anh em thấy chưa? Hai đồng chí chốt đoàn ở cuối kìa. Xài. Đưa chất lượng đấy. Xài. Đi, come on. Wow. Đây, vào trong cái nơi rồi đấy. Ui, anh em thấy quả còi xe tải kêu vãi hò không? Te tỏ. Đây, tôi xuống đây rồi. Đây rồi. Khi mà mọi người đi vào trong này ấy, thì sẽ xếp xe vào trong khu kia kìa. Tôi nghĩ là cái xe tải này thì phải đem vào trong cái khu điều chế ở trong kia để mọi người vận chuyển hàng hóa xuống ấy chứ. Để ngoài này thì bê vào có mà mỏi chết. Đây, để tôi đi xuống tôi kiểm tra xem thế tình hình thế nào. Đây rồi anh em ơi. Thì sau một lúc mà xếp xe vào trong cái khu bãi đỗ ấy, thì tiếp tục đến cái xe tải kia sẽ lùi đi vận chuyển hàng hóa vào trong cái khu nhà kho ở trong kia kìa. Đấy anh em thấy chưa, xe đang di chuyển kìa. Tôi cùng mấy các đồng chí sẽ vào bên trong nhà kho để xem là ui anh em ơi, nhìn này, xe đang vào này. Ui, tôi sẽ vào trong khu đấy để xem là hỗ trợ các đồng chí vận chuyển cái vũ khí cũng như là trang thiết bị vào nha anh em. Ôi, đi từ từ chứ. Ôi anh em ơi, vào trong rồi. Tôi cứ sợ cái xe nó quẹt vào thì cũng mệt đấy. Rồi, vào trong cái nơi rồi. Ui, trong này các đồng chí kiểm soát quân sự đã vào để gọi là điều tiết giao thông này. Làm hoa tiêu cho xe lùi này. Hợp lý. Đây rồi. Ui, anh em nhìn này. Đấy, chiếc xe đang quành đầu để lùi cái đít vào này. Ui, các đồng chí bên kiểm soát quân sự này. Wow. À, lùi đi. Bác ơi, đánh lái sang bên trái một chút nha. Rồi, đi vào từ từ thôi. Đây. Ôi. Ôi. Đồng chí ơi, bình tĩnh. Ôi, lùi thêm vài phân nữa đi. Lùi tiếp đi. Vẫn chưa đến đâu, vẫn chưa kịch. Lùi thêm đi. Đây, anh em thấy chưa? Đồng chí kiểm soát quân sự ở đằng sau kia thì đang điều chế gọi là bảo đồng chí lùi đấy. Ui, tuyệt vời. Anh em ơi, lùi xe vào thành công rồi. Đấy anh em ơi, tôi vào xem có phải vận chuyển đồ xuống không vậy. Ôi, trong cái khu này thì... Ui, anh em ơi, tôi thấy một sĩ quan đang đi ra này. Không biết là bên sĩ quan này có việc gì đây. Ôi. Các đồng chí, bên kiểm soát quân sự tập trung ở đây nha. Ôi, chào đồng chí ạ. Công việc của các đồng chí thì cũng đã hoàn thành rồi đấy. Bây giờ các đồng chí có thể quay về quân khu. Rõ thưa chỉ huy. Nhớ đi đến nơi về đến chốn đấy nha. Rõ. Rồi bây giờ thì đội của tôi sẽ quay trở về quân khu anh em ơi. Thì sẽ có một đội kiểm soát quân sự ở lại để tí nữa dẫn đoàn cho bộ tổng tham mưu anh em ạ. Đây, nên thôi. Come on. Rồi, do chúng tôi lười nên chúng tôi quyết định trèo qua cái rào này anh em ơi. Trèo này vừa nhanh nữa gọn nữa phải đi ra tít cái đầu đầu kia. Đây, chỗ tôi thì có 4 người thôi. Trong khi mà quay trở về quân khu thì tiện thể chúng tôi đi tuần thôi anh em ạ. Đấy, xem là anh em mình cùng đón xem là kiểm soát quân sự thì đi tuần có cái gì nhá. Uầy, trên con đường này, đường về thì cũng khá là xa. Lúc nãy thì chúng tôi dẫn đoàn nên nó phải đi từ từ thôi. Này, tôi phóng vèo cái là chắc là quay về đến quân khu chứ. Chỉ tầm 15 phút là cùng anh em ạ, 30 phút, tầm 30 phút đấy. À, đi thôi, come on. Đấy, rồi chúng tôi đang ra ngoài cổng này. Wow. Bác bảo vệ ơi, bác mở cho bọn cháu ra với ạ. Rồi, cảm ơn bác nhiều nha. Bye bác, hẹn gặp lại bác vào những buổi sau nữa.
Lên đây rồi anh em ơi. Đấy, đây anh em thấy cái đường ở đây thì nó cũng vắng vẻ ấy chứ nhỉ. Vắng vẻ đi nó lại càng thích. Đấy, xài. Wow. Tính ra làm cửa sức quân sự là hay được đi ngắm đường phố, thích nhỉ anh em nhỉ. Ôi, tôi đang nhìn thấy mấy con hươu vượn viết đang chạy kìa anh em ơi. Mấy bữa nữa thì báo cho bên kiểm lâm thì chắc là cho vào gọi là sở thú anh em ạ. Hoặc là đưa nó lên trên rừng như sao lại để đây chạy nhất gây ùn tắc nguy hiểm giao thông. Ôi anh em ơi, ở đây tôi thấy có một cái chiếc xe bị làm sao này, sao lại đỗ ở đây này. Để tôi xuống hỏi thăm cái nha, xem là gọi là tinh thần quân với dân như cá với nước anh em ạ. Để tôi xuống hỏi thăm xem là tình hình thế nào mà lại đỗ này. Ôi chị ơi, chị bị sao ấy ạ? Sao lại đỗ xe ở đây vậy ạ? Thì chị đang bị chết máy hay sao ấy, em có kiểm tra cho chị được không? Được chị ơi, hồi xưa thì em cũng hay sửa ô tô lắm, đây xem thử xem mà. Ôi anh em ơi, hình như là cái dây này nó bị nối sai này, để tôi nối lại xem mà. Đấy, do là nối sai nên là nó chạy nó bị nóng ấy, thế nên là nó không chạy được nữa. Sửa nỗi này nhanh không ấy mà. Anh em thấy tôi đẳng cấp không? Đúng là đa nghề luôn. Sợ khéo sau này ra quân tôi đi làm nghề sửa ô tô anh em ạ. Được rồi ấy, chị ơi. À, để chị nổ máy xem nào. Ai, được rồi này, cảm ơn em nhé. Ôi, không có gì đâu chị ơi. Ôi, thấy chưa, anh em thấy chưa? Tôi đẳng cấp VIP Pro luôn, chứ gì đã hơi lên xe thôi. Ôi, chúc chị lên đường bình an nhá. Ok, cảm ơn bọn em nhá. Ôi giời, đây là quá điều bình thường luôn. Đấy, quân đội giúp dân là quá bình thường luôn. Rồi, lên đường thôi. Tiếp tục cuộc hành trình nào. A few minutes later. Đây rồi, bọn tôi đang đi được hình như là được một nửa đường rồi đấy. Ôi anh em ơi, tôi thấy một đồng chí sao ăn mặc kiểu gì thế này. Ôi hình như là bên quân đội sao ấy, sao ăn mặc này buồn cười thế nhỉ. Ôi anh em ơi nhìn này. Ôi, để tôi gọi cái đồng chí này vào xem nào. Ôi, này. Cậu đi đâu đấy? Ôi, hình như là người bên quân đội anh em ạ. Chết rồi, ăn mặc này, tác phong này là không được rồi. Tôi gọi và tôi kiểm tra mới được. Rồi, đồng chí kia. Rồi, dừng xe nhanh. Các cậu đi đâu này? Bọn em đi về quê thôi mà anh ơi. Ui, hai đồng chí này tôi nghĩ là ở trong quân khu nào ấy, sư đoàn nào ấy. Xong rồi hôm nay hình như là được nghỉ phép hay là làm sao đi về sao lại ăn mặc kiểu này nhỉ? Tác phong thế này là không được rồi. Phải mặc cho nó đàng hoàng, như tháo cái bộ đồ quân đội ra. Nên đi được không đội mũ này anh em ơi. Chết rồi, tôi cái này tôi phải xuống rồi phản lặng mới được. Mà hai đồng chí này còn không xuống anh em ạ. Làm tôi đuổi theo này từ nãy là không được xuống này. À, hai đồng chí dừng xe xuống đi nhá, tắt máy đi. Ôi, hai đồng chí này thì xuống xe đấy. Ui anh em ơi, ái chà, cái bọn này khá quá nhở. Lên đồng chí ơi, lên đồng chí ơi, nhanh. Cái bọn này, cái con xe của bọn nó làm sao mà thoát được khỏi xe của bọn tôi. Tôi vít ga phát đuổi kịp luôn. Anh em tin không, sợ anh em thấy chưa, con xe này đuổi kịp là chắc luôn đấy chứ. Này, hai thanh niên kia, xuống xe nhanh lên. Ngoan cố à. Tôi biết hai đồng chí ở đơn vị nào là chết với tôi đấy nhá. Xuống nhanh lên. Ôi anh em ơi, hai tên này thì không định xuống hay sao ấy nhỉ. Này, có hai xe đấy, không thoát được đâu. Ui, vẫn cố chạy à. Ui, bực mình hai tên này thế nhỉ. Lại, xuống xe nhanh lên. Đây, tôi lên đây, tôi chặn đầu lại, không cho xuống nữa. Hích hai ba phát rồi. Đây, xuống nhanh. Ở đây rồi anh em ơi. Hình như là bên, ở đây rồi. Ấy, ngoan như từ đầu thế phải tốt không. Hai cái đồng chí này tác phong rất là vớ vẩn nhá. Ai đi vào đây, tôi sẽ dẫn cái xe này, mang cái xe này vào trong. Đi vào kia, mang cái xe này vào trong cho phương tiện ở trên đường di chuyển chứ. Sao giữa đường này. Đây rồi, tôi dắt cái xe winner của đồng chí này vào rồi. Tôi mang cái xe công vụ của tôi vào trong. Hai cái đồng chí này lông cá lông côm, không biết là đơn vị nào mà lại như thế này chứ. Đâu rồi, đi vào đây. Mặc quần đùi xong rồi, mặc áo bên quân đội xong rồi lại còn đeo cái giày bên quân đội này anh em ơi. Chào đồng chí nhá. Chào đồng chí ạ. Ê, hai đồng chí này đi đâu đây? Bọn em vừa mới xin được nghỉ phép, được về quê mấy hôm ạ. Sao lại ăn mặc kiểu này? Thay quần áo cẩn thận. Hôm nay mà các đồng chí này rất là ngoan cố nhá. Ở đơn vị đâu đây? Ôi thôi, anh với em lần đầu anh tha em chưa biết ạ. Đây được rồi. Thôi rồi, lần đầu tao tha nhá. Ăn mặc lần sau ăn mặc cho nó đàng hoàng đi. Này, ăn mặc lại còn nửa quân đội nửa mùa thế.
Dạ vâng, bọn em biết lỗi rồi ạ. Thôi rồi, hai chúng mày đi đi. Lần sau rồi cẩn thận đấy nhá. Dạ em rõ rồi ạ. Rồi, đây đi. Hôm nào lên đơn vị này tao xử lý chúng mày. Ôi thôi mà anh ơi, chỗ người nhà cả mà. Đấy, hai cái thằng này đó. Đấy anh em ạ, bọn nó thì ăn mặc lại cho nó cẩn thận rồi. Thôi bây giờ tôi cũng lên đường về đơn vị thôi. Đi lâu quá rồi đấy. Cũng không tại vì đuổi theo hai cái thằng này mà chắc là lại tốn thêm 10 phút nữa để đến đơn vị anh em ạ. Thôi không sao. Come on, come on. Về tôi sẽ gọi là tăng hết tốc lực để đến đấy nha anh em. Oi 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 oi. Rồi ok, lên đường. 12 seconds later. Ôi anh em ơi, đây rồi, tôi đã về gần đến cái cổng của đơn vị đây rồi. Ôi, come on, come on. Xoài, anh em thấy ngầu đét không? Tôi còn một cái chiếc xe kiểm soát quân sự nữa đâu. Nhưng mà thôi để tập khác tôi dùng vậy. Bởi vì hai con xe này thì nó đi nó khá là bon. Con kia thì nó to quá. Nên là tôi nghĩ để cho nó dẫn đoàn của tập sau vậy. Đây, đây. Ôi, đến nơi rồi đấy. Ôi, chào các đồng chí nhá. Xoài, các đồng chí chào nhanh tay đấy nhỉ. Ôi, còn hai xe kia nữa thì vào lốt đi. Rồi, chào các đồng chí. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, hôm nay thì dẫn đoàn rong về cũng khá là mệt đấy. Về còn bao việc nữa. Rồi, về nơi rồi đấy. Đấy, thì xe của tôi thì tôi sẽ đỗ ở bên này. Trước thì đi đi ở bên sân bên kia, giờ đỗ bên này cũng được. Rồi, ok. Rồi, ok anh em ơi. Video đến đây thì cũng dài rồi. Nếu anh em xem xong thấy hay có thể like, share, subscribe. Và nhớ bấm cái chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video gì từ mình nhá. Ok. Nếu anh em có ý tưởng gì thì comment ở bên phía dưới cho mình biết nhá. Rồi mình sẽ làm dần. Rồi, hẹn anh em ở những video sau nha. Tôi đi làm việc tiếp đây. Bye bye anh em.